Dạ. Giỏi quá mẹ cho em. Ừ, mẹ hôm cho em nha. Ui, lời đuối nó, đi lời đuối nó. Ngồi xuống được không con? Ngồi xuống. Này, để cho con nhá. Con ngồi xuống được không nè? Để cho mẹ đỡ cái ghế vào. Hả? Đúng rồi, con ngồi đây này. Này, ngồi lên rồi mẹ đẩy vào cho. Nhân ơi. Con cảm ơn mẹ chưa nhỉ? Mẹ chưa. Ừ, giỏi quá, con ngoan nhá. À, nhảy hả? Gọi bố nhảy nhảy mày không nhảy được. Oh, ouch. Ouch, đau quá. Ui. Yeah. Yeah, mẹ lấy cái này nó nguy hiểm. Ôi. Sẽ tranh thủ làm rau thì nướng bằng nồi chiên không dầu nên hơi ồn đó cả nhà. Hôm nay thì có mua được cái tô thì tính ra tiền Việt thì tầm 60.000 tiền Việt Nam, cái tô của Việt Nam mình luôn á. Thì sẽ lấy cái gọi là cái cồi này để ngâm nước coi không biết là nó có sống không. Hy vọng là nó sống để cho mình trồng. Ở bên này cũng có bán cây tía tô con nhưng mà nó dạng tía tô Nhật, nó màu tím rịn nhưng mà nó lại không có thơm như tía tô của mình á cả nhà. Đúng lắm, bún chả mà thiếu tía tô thì nó mất ngon luôn á. Thì thích ăn bún chả và là tía tô. Ngoài ra thì không có đu đủ và cũng không muốn dùng đu đủ xanh. Thì dùng tía tô này, dưa leo, Yuri đang đi mua hành lá với cả củ cà rốt cho Thúy, và cái này là select và có một loại nữa là một loại húng, nó giống bên ngoài nó ghi là xả chanh
thì cái này thì của giống giống mùi cây kinh giới, nhưng mà nó gần gần giống thôi chứ nó cũng không là quá giống lắm. Nhưng mà cái mùi này vừa giống mùi xả vừa giống mùi chanh đó cả nhà, thì nó cũng ngon, thì sẽ bỏ cùng luôn để ăn cùng với món bún chả này. Đây là thì không biết là Yuri có ăn được rau không. Em Bon có bàn riêng, em Bon ngồi đằng kia ăn. Em Bon không lại đây ăn với bố mẹ. Mời cả nhà ăn bún chả với nhà Thúy. Thôi mẹ đi, con ăn đi nhá. Con ăn đi nhá, sợ quá. Ăn ngon nhá, thì thôi mẹ không làm phiền nữa. Chuyện lần đầu Yuri ăn cái này là phải dẫn đi luôn. Mọi người ở Đà Nẵng rất là lâu nhưng mà không ai dẫn đi cả. Mời cả nhà ăn mít, mít hôm nay ngọt cả nhà. Nhưng mà lúc nãy thì mua thì không có để ý. Có một chỗ nhỏ nó bị hư rồi á. Nó bị mềm mà thì không có để ý. Con ơi, con không được cái đó của mẹ.
Con mời ông bà cô chú ăn mít chưa? Con mời ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn mít cho con. Mít chưa? Không, con ăn đi, con ăn đi. Con mời. Sao là con để đó? Dạ mẹ chưa? Chơi. Dạ. Dạ. Giỏi quá, mẹ cho em nha. À lạnh hả? À con thích nóng hả? Để mẹ hôm nhé. Ừ, mẹ hôm cho em nha. Ôi giời ơi, lời rún á, lời rún đi. Dạ con ơi, dạ. Dạ. Giỏi quá. Chơi. Ừ, mẹ cho con nha. Ôi lại lời rún rồi. Ôi lại rún rồi. Của em nhé, mình cho cái kia nằm với em nhé. Emon và nhà Thúy Yuri cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ ngon và bye bye cả nhà.